Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thôn Phệ Tinh Không. Sau khi chữa khỏi bệnh cho em trai La Hòa, La Phong càng thêm nổi tiếng, dân chúng bàn tán xôn xao. Họ vừa ngưỡng mộ vừa muốn kết thân với anh. Họ nghĩ rằng chỉ cần một chút quan hệ thì cuộc đời này sẽ một bước lên mây. Trong lúc mọi người bàn tán thì anh lại tập trung tu luyện tinh thần niệm lực, kết quả tốt hơn so với dự kiến rất nhiều. Kế tiếp là tập trung sử dụng kim tuyến võng đã lấy được từ đấu xã hội. Kim tuyến võng có thể biến hóa thành nhiều hình dạng để khống chế đối thủ. Với trình độ hiện tại thì anh vẫn chưa thể tóm được Lý Diệu, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Chiều ngày hôm đó, La Phong và Tư Hân hẹn nhau đi dạo, tuy có chức vụ cao nhất tại khu Giang Nam này. Vậy nhưng, anh lại chỉ mặc bộ đồ thể thao để đi chơi. Đột nhiên, vài cái siêu xe đi tới, mấy tên mặc áo đen nhanh chóng xuống xe dọn đường, khí thế vô cùng hoành tráng. Một tên thanh niên nhà giàu bước xuống xe, hóa ra là tên này cũng theo đuổi Tử Hần, bộ dáng vô cùng hống hách và khoe khoang. Tên này chính là Tôn Siêu, con trai của chiến thần, nhờ vậy mà hắn mới có vốn liếng để thể hiện. Hắn ta liên tục mỉa mai, định đánh phụ đầu La Phong bằng chiều lấy tiền đè người. Hắn tặng nàng ta một chiếc siêu xe, vậy nhưng sau khi biết tới lai lịch và địa vị của La Phong thì hắn liền ngậm miệng lại. Tưởng là sẽ lấy được một chút thể diện vì La Phong không có siêu xe, vậy nhưng hắn ta nhanh chóng nhận lấy chai đắng. Anh đúng là không có xe, chỉ có một chiếc chiến cơ vương cấp giá trị hơn siêu xe mấy nghìn lần mà thôi. La Phong và Tử Hân có khoảng thời gian hẹn hò vui vẻ. Đâu ai biết rằng một thứ gì đó ngoài vũ trụ đang lao nhanh về phía trái đất. Đáp xuống dưới biển, lớp vỏ sao băng bị vỡ ra, bên trong nó là một quả trứng kỳ lạ. Nó thu hút vô số quái thú tiến lại gần. Mật độ càng lúc càng tăng. Sự thay đổi mật độ quái thú bên trên biển cũng bị vệ tinh quân đội phát hiện. Những ngày tiếp theo, La Phong đều chăm chỉ tập luyện cách khống chế phi đao. Công pháp có chút đột phá, anh quyết định kiểm tra năng lực một phen. Không ngờ lực đấm bộc phát đã đạt tới cảnh giới chiến thần cao cấp. Cảnh giới đột phá quá nhanh khiến tôi chấp thân thể chưa theo kịp. Ngay sau đó, tư lệnh quân khu Đông Nam, Thượng tướng Lục Quân Lý Đạt Uy tiến tới gặp mặt La Phong. Mục đích hôm nay đến đây là để bàn bạc về sự bất thường của quái thú gần đây. Tuy nhiên loại có chiến binh và vũ khí laser, vậy nhưng số lượng của quần tộc quái thú quá mạnh. Số lượng quái thú trên đất liền còn nhiều hơn cả dân số trái đất. Mỗi năm đều có mấy chục trận thú triều xảy ra, vậy nhưng đây vẫn là thiệt hại trong phạm vi có thể chấp nhận. Trên thực tế, nguy hiểm nhất chính là quái thú vùng biển. Bọn chúng sống sâu dưới biển, pháo laser hoàn toàn không uy hiếp được. Hơn nữa, số lượng còn nhiều hơn so với quái thú đất liền. Dân số nhân loại tăng lên mỗi ngày, vậy nhưng quái thú biển cũng vậy. Tốc độ bọn chúng sản sinh còn nhanh gấp nhiều lần. Cho dù giết mấy trăm triệu con trong một lần thì cũng không ảnh hưởng tới tộc đàn quái thú dưới biển. Mấy ngày trước, Sada phát hiện ra vùng biển Đông Nam xuất hiện lượng lớn quái thú tập kết dưới biển. Chỉ sợ sắp tới lại có một trận thú triều khổng lồ xảy ra, cho nên Lý Đạt Uy muốn anh trợ giúp một tay. La Phong gật đầu nhận lời, ông trao cho cậu danh hiệu quân hàm thiếu tướng, coi như lời cảm ơn. Trở về phòng, La Phong nhận được tin tức liên quan tới di tích văn minh cổ đại của võ quán cực hạn. Tổng bộ yêu cầu anh đến đó trước thời hạn để tham dự thí luyện của di tích văn minh cổ đại số 9. Đây là nơi duy nhất có thể thu hoạch trang bị hắc thần. Chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Tỷ lệ tử vong là 72% và ở bên trong cấm sử dụng trang bị hắc thần. Buổi tiệc chúc mừng La Phong nhận chức giám sát sứ nhanh chóng được tổ chức. Nhiều thế lực lớn cùng với quan chức cấp cao đều đến chúc mừng. Trong số đám thanh niên trẻ tuổi có một tên gọi là Lôi Vũ Phong. Hắn là con trai của Lôi Mãnh, giám sát sứ Lôi Điện võ quán. Có bố làm quan to cho nên hắn ta vô cùng ngông cuồng. Mà Lôi Mãnh cũng muốn làm trò, luận lý lịch và công lao thì đều vượt trội hơn La Phong. Cho nên, chủ động tới muộn. Nếu mà đến trước chờ đợi anh thì có phần tổn hại thanh danh của Lôi Điện võ quán. Rất nhanh La Phong cũng tới, anh mặc bộ trang phục quân đội khiến mọi người trầm trồ. Tên Lôi Vũ Phong lúc đầu còn rất to mồm khoe khoang, vậy nhưng sau khi La Phong xuất hiện thì hắn chẳng nói được câu nào nữa. Mọi sự chú ý đã đặt trên người anh rồi, làm gì còn ai quan tâm hắn ta nữa. La Phong đi xung quanh bắt tay làm quen từng người. Ngay sau đó Lôi Mãnh cũng đi tới. Mới xuất hiện đã lớn tiếng muốn xem thử anh là người như thế nào. Hành động ầm ĩ này chính là đang tỏ ra uy thế. La Phong mặc dù biết ông ta tiến lại gần mình, vậy nhưng anh vẫn cố bơ đi. Thay vì tới đó chào hỏi Lôi Mãnh thì anh lại đứng yên trò chuyện với một lão già có bối phận thấp hơn ông ta. Sau đó tỏ vẻ bận bịu, bằng hữu tới quá nhiều, không tiếp đãi ông ta chu đáo được, mong thử lỗi. Mặc dù rất phẫn nộ, vậy nhưng Lôi Mãnh cũng chỉ biết nén cơn giận vào trong lòng. Vừa vặn lúc này quái thú biển đột nhiên tấn công, cấp độ là thú triều cấp 1. Lôi Mãnh muốn nhân cơ hội này, thị uy với La Phong, xem ai sẽ giết được nhiều quái thú hơn. Bữa tiệc lập tức được giải tán, các chiến thần có mặt
đều được yêu cầu đi trợ giúp. Số lượng dự tính là gấp 3 lần so với cừu đầu xà lòng ngày trước đã tập kích. Thành phố rơi vào báo động đỏ. 10.000 binh lính được điều động lên tiền tuyến kháng địch. La Phong lên đồ, mặc lên người bộ giáp, lưng đeo thanh kiếm rồi lao ra ngoài chiến cơ, tập hợp với Lôi Mãnh. Dưới mặt nước, đàn quái thú như thế chạy che tấn công vào các chiến hạm. Quân đội dùng súng hạng nặng bắn trả kịch liệt. Vậy nhưng đàn quái thú này lại đông như đàn kiến, bắn mỏi tay cũng không giết hết được. Mấy con cua biến dị khổng lồ nhảy lên trên tàu. Vỏ của nó quá cứng, đạn bắn không xi nhì. La Phong và Lôi Mãnh lập tức lao xuống ngăn cản. Thực lực hai người đều đã đứng trên đỉnh cao cấp chiến thần, nên chỉ cần vài đường vũ khí đã quét sạch quân địch trước mắt. Hết đợt tấn công thứ nhất thì đợt thứ hai lại tới, lần này là đám rùa biến dị. Vỏ của nó vô cùng cứng rắn, tốc độ lại vô cùng nhanh. La Phong nhanh chóng lao tới trợ giúp giết địch. Đám quái thú đột nhiên chuyển hướng công kích đánh vào phần đáy của chiến hạm, định xuyên thủng lớp vỏ nhấn chìm chiếc chiến hạm này. Dưới sự va chạm kịch liệt, chiếc chiến hạm rung lắc dữ dội. Quân đội tiến hành ném bom xuống dưới biển. Vậy nhưng đám quái thú này cũng rất thông minh. Đám giáp xác ở tầng trên thì kết thành một dàn chắc chắn phòng thủ, bom ném xuống hoàn toàn bị ngăn chặn. Chủng loại quái thú khác thì lặn ở tầng dưới để tiếp cận chiến hầm. Với chiến lược hiện tại, quân đội rất khó chống lại sự tấn công cùng lúc ở hai mặt trận là dưới nước cùng mặt nước. La Phong và Lôi Mãnh vẫn miền mài chém giết những con quái thú bò lên chiến hầm. Số lượng quá nhiều, nhân lực lại ít, cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi. Lôi Mãnh bắt đầu rơi xuống yếu thế và bị đánh bay đi. Cũng may được La Phong giải cứu. Cách duy nhất để hóa giải tình thế khó khăn này là tìm thấy và tiêu diệt tên cầm đầu đang chỉ huy đàn quái thú này. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra được vị trí của tên đầu đàn. La Phong buộc phải lặn xuống nước tìm kiếm. Chuyện phòng thủ trên bờ được giao lại cho Lôi Mãnh. Lặn sâu xuống dưới biển, ở đây có một chiếc chiến tàu đã bị chìm từ rất lâu. Anh dùng tinh thần lực thăm dò không phát hiện ra kẻ địch. Hóa ra là tên cầm đầu đang ẩn mình dưới đất. Phát hiện ra kẻ đột nhập, nó lập tức đứng dậy. Thân hình quái thú vô cùng khổng lồ, thực lực lĩnh chủ cao cấp, tương đương với chiến thần cao cấp. Sự thiếu vắng nhân thủ khiến quân đội dần dần rơi xuống thế yếu. Quái thú thành công xâm nhập vào chiến hạm. La Phong buộc phải nhanh chóng tiêu diệt tên cầm đầu. Nếu mà ở trên cạn thì anh dễ dàng tiêu diệt nó, vậy nhưng ở dưới nước lại có quá nhiều hạn chế. Thậm chí anh còn bị nó đóng băng lại. Cũng may là có trang bị hắc thần giúp hạn chế được rất nhiều sát thương. Anh điều khiển con tàu đè lên người quái thú khiến nó chết tươi. Tên cầm đầu bị mất mạng, quái thú đang tấn công lập tức quay xe rút lui. Trận chiến này đã kéo dài một ngày một đêm, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Lôi Mãnh cũng khâm phục sức mạnh của La Phong, ông ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Lần này giành được chiến thắng coi như khá may mắn, quân đội tổn thất hơn 1.000 chiến sĩ và gần 1.000 người tàn phế. Đối với nhân loại thì con số thương vong này được coi là cao, vậy nhưng đối với hải vực thì số lượng quái thú bị tiêu diệt chỉ như một hạt muối trong cái bể. Quay trở về nhà, La Phong một mực tranh thủ tu luyện. Tố chất thân thể cuối cùng cũng bắt kịp với tốc độ tu luyện nhằm chuẩn bị cho thí luyện di tích văn minh cổ đại. Được biết, mức độ nguy hiểm bên trong thí luyện là không đồng nhất. Chiến thần cao cấp cũng có khả năng mất mạng, mà sơ cấp chiến thần cũng có tiền lệ thành công. Vậy nhưng tổng thể thì tố chất thân thể càng cao, tỷ lệ thông qua sẽ càng lớn. Tỷ lệ thương vong cao lại không có trang phục hắc thần bảo vệ, nên lần thí luyện này vô cùng khó đoán. Vậy nhưng La Phong không chùn bước, vì truy cầu sinh mệnh cực hẳn, anh sao có thể lùi bước như vậy được. Tập phim đến đây là hết rồi, các bạn đừng quên đón xem diễn biến trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!